Thưa quý vị, nhiều người sở hữu ô tô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất ngại khi phải di chuyển vào khu vực trung tâm bởi đất chật người đông, tìm được một chỗ đậu xe ở khu vực này là vô cùng khó khăn. Để góp phần giải quyết vấn đề này, sáng nay ngày 1 tháng 5, điểm đỗ xe thông minh đầu tiên của Hà Nội đã chính thức được đưa vào thí điểm trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Theo đó thì tài xế có thể tìm kiếm điểm đỗ và thanh toán tiền đỗ xe hoàn toàn trên điện thoại di động thay vì lòng vòng tìm điểm đỗ như trước đây. Tài xế sau khi cài đặt phần mềm iParking chỉ cần nhập mã của các điểm đỗ trên hai tuyến phố được đánh số từ 001 đến 017 hoặc quét trực tiếp mã QR nằm trên các tấm bảng thông báo. Phần mềm iParking sẽ cung cấp tình trạng số đỗ còn trống tại điểm đó để người dùng lựa chọn. Tiếp theo nhập biển số xe và chọn thời gian muốn đỗ. Cuối cùng chọn phương thức thanh toán qua thẻ quốc tế, ATM hoặc thậm chí trả qua tin nhắn. Mức phí là 15.000 đồng một tiếng đỗ xe. Hiện tại hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt có tất cả 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe, trong đó 16 điểm cho phép đỗ từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm, một điểm tại 86 Lý Thường Kiệt cho phép đỗ qua đêm. Trong 10 ngày đầu triển khai sẽ có đội ngũ tình nguyện viên tại các vị trí điểm đỗ hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm. Việt Nam là nước thứ 9 trên thế giới áp dụng cách thanh toán tiền trong xe tiên tiến này.